khoai tây và củ cà rốt nha các bạn. Còn đây là cái hộp sốt để mình nêm với lại thịt bò ha. Thì bây giờ bắt đầu mình đi ướp nha các bạn. Thì cũng có một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê cà no và một muỗng cà phê đường. Rồi cũng có một muỗng cà phê dầu hào và một muỗng cà phê rượu, rượu mà rượu nấu nha các bạn. Và một tí xíu một tí xíu ngũ vị hương. Rồi bây giờ Phùng sẽ cho cái sốt mà nấu bò kho các bạn. Tại bên đây nó có bán sẵn ở trong hũ á, Phùng mua như vậy về để nấu cho tiện ha. Thì bây giờ Phùng bỏ ra một tí xíu, Phùng cho một muỗng, thêm một muỗng nước mắm nữa. Thì bây giờ mình sẽ trộn lại cái thịt này cho nó đều ha các bạn. Rồi mình để ướp khoảng cho 5 phút, 10 phút, nếu mà có thời gian để lâu hơn thì nó ngon ha. Thì sau khi Phụng ướp được 10 phút thì bây giờ Phụng cho chảo lên, Phụng cho dầu vào và Phụng sẽ phi hành rồi mình làm nha các bạn. Khi mà dầu nó đã nóng lên thì Phụng sẽ cho tỏi nè, rồi cho củ hành, cho một tí xíu sả, rồi Phụng phi lên nha các bạn. Nấu cái món này mà không có sả thì nó không thơm ha, phải có sả thì nó mới thơm nha các bạn. Thì sau khi mà tỏi mà nó đã vàng lên, nó thơm rồi thì Phụng sẽ cho tất cả những cái thịt mà lúc nãy Phụng đã ướp vào các bạn. Cái thịt này thì mình cắt nhỏ nhỏ thôi ha, mình cắt bự nó rất là dai nha các bạn, cho nên mình cắt cái miếng nhỏ thôi rồi mình nó cũng vừa ăn, cho hầm cho nó mềm, chứ cắt lớn quá thì nó rất là dai ha. Thì bây giờ thì cái chảo của Phụng thì nó đã xăng lại rồi đó các bạn. Thì bắt đầu Phụng sẽ cho nước nha nha các bạn. Phụng cho một lon nước dừa. Một lon nước dừa thì ở bên đây nó bán lon á các bạn. Thì tùy theo khẩu vị của gia đình thôi ha. Và cái nước Phụng nấu sôi lên thì Phụng nấu cho một cái xô nước vào luôn. Phụng đổ cái ngập thịt này thì Phụng đi hầm để chừng nào cho nó mềm nha các bạn. Rồi xây qua thì cái cà thay này Phụng sẽ cắt vuông vuông, nó vừa ăn là được rồi các bạn. Tại vì mình cắt nhỏ quá thì nó cũng sẽ dễ bị bở, mà cắt lớn quá thì nó cũng không ngon ha. Mình cắt xong nó vừa là được. Ở bên đây thì không có nhiều đồ như ở bên kia, cho nên là Phụng chỉ nấu được hai cái này thôi. Ở bên kia thì nó có nhiều đồ để mình nấu ăn với rau nó ngon, còn bên đây thì nó cũng không có nhiều ha. Phụng chỉ có khoai tây, củ cà rốt và khoai tây củ hành thôi. Thì bây giờ cái son cái nồi của Phụng sau khi mà Phụng đã hầm được 2 tiếng rồi đó các bạn, đó nó 2 tiếng rồi nó cũng hơi mềm rồi, thì bắt đầu Phụng cho cái này vào, cho hết cái khoai rồi củ cà rốt vào. Phụng sẽ hầm thêm nửa tiếng ra các bạn. Thì Phụng thử thịt thì nó cũng đã mềm rồi, thì mình chỉ nêm nếm lại vừa ăn là được ha các bạn. Và cuối cùng là Phụng cho một tí xíu bột năng đó các bạn, để làm cái nước nó sánh sánh với nhau á, cho nó ngon đó các bạn. Thì cái khoai này, cái nấu cái này cũng có cho cái hồi vào cho nó thơm nha các bạn. Rồi thì cái nồi của Phụng thì nó đã xong, Phụng cho hành vào thì bây giờ chỉ có múc ra rồi ăn thôi ha. Cái này thì cũng rất là đơn giản ha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Rất mong được các bạn ủng hộ cho kênh, để cho Phụng có tinh thần cũng làm nhiều cái video nó gửi đến tất cả các bạn ha. Các bạn nhìn có thấy có hấp dẫn không? Đó, nó cũng rất là hấp dẫn luôn ha. Nó đơn giản. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng ăn với Phụng nha. Một ngày mới Phụng xin chúc tất cả các bạn được luôn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Còn bây giờ thì Phụng xin chào tạm biệt và hẹn lại tất cả các bạn vào clip lần sau nha. Cái thịt này các bạn thấy không, nó rất là mềm, mà Phụng hầm là khoảng tổng cộng là 3 tiếng á ha. Ok, bye bye các bạn, xin hẹn lại các bạn vào clip lần sau nha.